Ồ, nó đầu cái bên kia như vậy. Dính cái gì dữ vậy? Đây kìa, kìa. Hồi bữa đặt ngang ở đây nè, ngay qua đó luôn. Chết rồi, trời rồi, rồi vô phải không? Rồi, chào mừng mọi người đã quay trở lại với màn ảnh nhỏ của Ca Cường TV. Thì hôm nay Cường tiếp tục đi thăm lờ nha các bạn. Thì hôm nay đi thăm 10 cái lờ. Lờ giết còn nhiều ghê các bạn ơi. Giết thăm còn có 10 cái. Rồi, chào mọi người hôm nay. Chào mọi người. Chào con Tèo ơi. Mày cái đường nó dọc luôn. Cải nó đi, tôi không có quay một đâu. Đống kìa, cá một đống kìa. Chào mọi người cái đi con. Chào mọi người, cá nhìn này, cá rồi, cá rồi. Chưa nhìn khán giả nữa mà quay ra kể review đường lộ này nọ rồi. Rồi chào, chào lại đi. Chào mọi người. Rồi sao, cái vấn đề sao, kể cho nghe. Cái này dọc luôn. Kìa, dưới đó kìa. Cá lội hả? Cá trời ơi. Lội kìa, cá bầy luôn kìa. Cặp mé nó kìa, cỡ chục con đó nghe các bạn, nè. Nè, nó nằm đây nè, nó đó. Cá chục con á. Tàu lòi không à. Đó, cá tàu lòi tèo, thấy không? Nó vô me nước đó. Không, nó bò lên, bò xuống kìa. Kìa, cái đường kìa. Đường mòn của nó bò luôn. Rồi, thì khu này cần có 3 cái nha các bạn, không biết còn không nữa. 3 cái với cái lờ đặc biệt. Bây giờ Cường đã thăm các bạn. Khu này có 3 cái thôi. Đây cái vỏ đây. Không biết còn lờ không nữa. Đi thăm tâm lý là không biết còn lờ hay không thôi. Rồi nó bở rồi các bạn ơi. Nè. Bữa Cường giấu vô đây nó bở luôn rồi. Hay ghê ta. Không biết cái loại bự của Cường cũng có bị mắc không nữa. Mô Phật giá còn. Cường giấu ở đây nè. Hey, còn hên quá. Thấy không, hy sinh cái kia là để giữ được cái này đó các bạn. Tại vì mình chơi đánh tâm lý. Là một cái đặt ở đó rồi cái bự ở đây nữa. Nó lấy cái kia thôi à. Nó sẽ không quan sát cái này. Mà cái này cũng không dính luôn á. Không dính luôn. Ồ, cái lờ bự ngon ghê. Nhưng không dính. Nè, hôm bữa Cường để chung luôn cái lờ đây nữa nè. Mà lấy rồi các bạn. Rồi ok, giờ còn có một cái thôi nha các bạn. Ba cái nữa. Nó lấy hết cái rồi. Còn cái không biết còn không nữa. Ba cái nha các bạn. Hồi nãy hai cái lấy hết một cái rồi, còn có một cái. Giờ còn một cái đây nè, bữa Cường la cạn nè. Rồi chổng đầu luôn. Ủa, tại sao cái này nó không lấy ta? Ủa, dính quá trời nè. Cá gô không à. Nè, cái này gì mà còn nghe các bạn. Cái nãy gì mà bị lấy. Ngay cái gốc luôn. Rồi, nhắc lại luôn các bạn ơi. Cá gô đồng không à. Rồi, ba cái bị lấy một cái nha. Bữa nay cạn quá vậy ta. Rồi, giờ tiếp tục. Đó, nó lội kìa. Ồ, vô phi không. Vô thăm 12 cửa ngục. Thôi, nó cạn lội cái 12 cửa ngục lên luôn. Cạn như thế này thì làm sao phải dính. Đúng thiệt luôn. Thôi, vô gông nó đóng nè. Được hai cái gô chứ, ghê thiệt chứ. Gồng nó đóng kinh điển luôn. Vũ rồi đó mà chẳng vậy. Ôi, dính con rắn nữa. Ê, 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 con cá lớn. Ôi, khúc này, đừng con gô phi. Ú hồn. Mẹ thấy con ba khía đâu ta, đây. Đó nè các bạn. Được một em goofy chứ em ba khía. Rồi, để Cường đổ bắt nó ra luôn các bạn. Đây nè, con gắn nè. Mớ đai luôn. Gắn nước nè các bạn. Để mày đi. Ở đây toàn là goofy không à.
Để Cường bắt con bát khía với con gô phi ra rồi mình đi tiếp luôn các bạn. Còn có 6 cái lờ nữa. Thấy trống trống. Á sành một em cá lóc. Kệ. Lờ này cũng hư hết rồi. Thôi gọi là gì? Lấy thì mắc đó. Bắt luôn các bạn ơi. Cái này cả hai ngón tay à. Để dùng thùng rộng hoài vậy đó. Nào là nó trộn hết cá là lấy ra cho nó ăn luôn. Rồi để đài luôn. Ai lấy thì mắc nha các bạn. Cái lờ này cũng gần gách rồi. Rồi ghè luôn. Đoàn quân bước trên đường ghè luôn. Khu này có hai cái nha các bạn. Bữa dở lên cá gô không. Rồi. Cái lờ tụi đâu? Ô, nó cắm đầu tới bên kia chứ vậy. Dính cái gì dữ vậy? Đây kìa, kìa. Hồi bữa đặt ngang ở đây nè. Ngay qua đó luôn. Chết rồi, trời vô phải không? Ôi, ông nội. Quá trời dữ rồi. Trời, 4 con. Ông nội ơi. Trời ơi, nặng dữ lắm. Nặng dữ lắm. Trời ơi. Sao nó vô có 4 con như vậy? Hả? Ôi ơi, cái gì mà dữ vậy? Trời vợ không nổi luôn á. Nó nặng. Trời ơi, nó đi ăn Tết nè các bạn. Bữa Tết tới bữa nay nè. Con cá lóc này dãy nổi dữ vậy ta. Nè. Ê, con này cá lóc dãy nổi dữ vậy. Ui, khỏe dữ vậy. Con vú nó vô 4 con, nó giờ cái lờ đi luôn mà. Nó dịch chuyển cái lờ luôn. Con vú nó vô con nè, à, con này bự nè. Cả ký vậy á. Không, hình như 4 con là 7-8 lạng không nha các bạn. Con này có chất lạng, con dưới này mới được chất lạng. Khỏe quá. Bây giờ tao nói ha, neo, neo họ không sai lầm không. Ôi dồi, ê vây xanh, vây xanh. Con này vây xanh nè. Thôi gỗ nó bự. Ui, vây xanh giỡn hả? Nè. Ui, cái vây nó xanh nè. Ôi dồi nè. Ui dồi. Không cần. Con này cũng vây xanh nữa nè. Mà nó ốm quá. Cái này là xanh mà kiểu mà xanh xương đó nha các bạn. Trời ơi, 4 con. Đây nè các bạn. Thôi nè. Trời ơi. 3 ngày Tết nè. Các bạn thấy không? Cái là vô tưởng đâu mắc không. Ai vậy nó dịch chuyển tuốt lần trước. Ai vậy nó vô 4 con các bạn. Thôi nè, thôi để đi. Dính nhiều rồi. Có gô không nè các bạn. Hơi nôn quá, để đi. Cường thăm cái kế tiếp này. Nó chung một chỗ này. Vậy là do cá không đi các bạn ơi. Mình neo tới ngày hôm nay nó mới đi. Nó dính con gắn ghi cá. Rồi cái dính cá gô, 8 con cá gô đó tới ngày hôm nay luôn. Đi thăm mấy cái clip trước các bạn có xe lắm. Rồi tổng đầu nữa rồi kìa. Mấy cái clip trước đó các bạn. Để toàn cá gô không. Cái lờ này 3 cá gô nè các bạn nhớ không. Neo riết luôn. Nè, cổng đầu rồi nè. Trời ơi, cái gì kỳ vậy. Cổng đầu mà vô thêm con cá gô nữa thôi à. Bữa 3 con, cái này 4 con nữa các bạn. Vô mệt không á. Tưởng gì, tưởng rồi vô giống nãy nữa các bạn ơi, mừng ghê. Rồi,
Để Cường đặt lại cái lờ nãy dính 4 cá lóc nha bạn. Cậu của cái lờ dính 4 con. Con nào cũng lấy gần cả ký không. Thế mà ham luôn các bạn. Đã thiệt luôn á. Rồi mình thanh tiếp luôn các bạn. Quá khủng khiếp luôn các bạn. Dỡ cái lờ lên gần 3 kg. Tính luôn là tổng luôn à, mấy con cá gô, 8 cá gô. Chứ còn cá lóc nhỏ trong lờ luôn á. Là 4 con đó luôn với tổng con cá đó luôn. Rồi gần 3 kg đó trời. Cầm dỡ không nổi luôn mà. Kinh khủng thiệt, nó không vô thôi, nó vô. Trời ơi. Ừ, vô con gắn nữa, ông nội vô. Lại con ghi cá nữa nè. Trời ơi. Kỳ nha. Các bạn mà theo dõi clip Cường á, là dính ghi cá là sình không à. Không không được thấy nó sống. Ngộ thì chứ. Con ghi cá chết sình nha các bạn. Còn có 3 cái cuối cùng luôn các bạn ơi. Khu này 1 cái, 2 cái, 3 cái. 3 cái cuối cùng luôn là đúng bữa nay đi thăm 10 cái đó mà. 10 cái đó. Cái đầu tiên ở đây. Ui. Giờ cái nãy tới giờ còn rung tay các bạn. Không ngờ cái lời nó vô cái đó. Kinh điển thiệt. Ủa. Gì mà xúc cây dữ vậy. Chắc có dính hay gì đây. Ủa dính con gì mà gã sát như vậy. Không dính luôn các bạn ơi. Con gô phi à. Cái lá này kèn lại quá rồi. Đó vậy đó. Đó. Rồi ok. Này nước ngập mình tới đây giữ ta. Đây. Tiếp tục cái thứ hai. Ui, cái lờ ra tới ngoài đó luôn à. Nè, cái lờ nè. Có gì không nghe. Ôi, không có gì luôn. Xui quá. Thôi giờ lại vô đây đi. Đặt ở ngoài không dính đâu. Ây da, dưới nguồn dây. Ờ, 3 cái cuối không đã lóc tờ. Đừng có lãng xẹt vậy nghe. Còn cái cuối cùng nè. Bữa dính một cặp cái gỗ phi. Hồi nãy có một con cá lóc size to mà vây xanh luôn các bạn. Để về nuôi thử con đó coi. Câu vô chổng đầu luôn rồi kìa. Nè cái lời cuối cùng nha các bạn. Lời cuối cùng của 7 hôm nay. 10 cái. Chổng đầu dữ vậy. Mà dính không? Không dính luôn. Ủa con cá gô mề quá trời bự luôn mập nè. Có gách không kỳ ta. Còn mà gách là cá gô ra rồi. Vậy là cái chai nước này sao kỳ vậy chìm vậy. Nó không có đồ chim lợ. Chim lợ cho cái lợ nó đứng. Nó vững nha các bạn. Cứ cá vô cái bắt đầu cái nó cứ ngã nghiêng chổng đầu chổng đít. Rồi cái cuối không dính luôn. Trời ơi. Đi thăm 10 cái lờ mà đúng có một cái trúng luôn. Một cái lờ 4 con cá lóc gần 3 kg. Thôi giờ về mình kết thúc. Rồi về tới nhà các bạn ơi. Đổ ra thôi. Đổ số nước rửa. Lấy cái này ra đi. Ây da. Thầu rồi 4 con cá này cỡ này nè các bạn. Kinh không. Rồi đổ ra. Rồi xối nước rửa luôn đi. Nè, nặng cái vòi đây nè. Ý, đây, đây, đây. Mấy con bự này xối. Xối nó phóng á. Mà cải nó đi, phóng ở đây chụp được mà. Trong đây thì có con bạc khía với con cá gô phi. Từ từ ra, nó phóng. Rồi. Chà rửa sạch sẽ rồi.
chín bốn con này một cái lờ. Chắc chắn có anh em sẽ nghĩ bậy nè, nói là tôi mua ở chợ về diễn nè, tết nhất ai bán các bạn, đúng không? Với lại cá mình đi đặt lờ mình ăn không hết nữa, mình mua diễn như vậy hoài thì có đâu mà để gọi là mình ăn cho nổi. Nội đặt tự nhiên không mà ăn không hết rồi, rồi mua diễn rồi cái số diễn đó mình để đâu, bán cho ai đó. Ở đây Cường chỉ bán cho hàng xóm ăn nè, với lại cho chồn ăn với nhà ăn thôi nha các bạn. Đây rửa sạch nè nha các bạn. Bây giờ căng thử nè, lấy cái căng xuống luôn, cái căng với cái quạt á. Ừ đúng rồi, để xuống đây nè, để xuống đây nè. Đây nãy có con cá vây xanh đẹp lắm. Đây nó nè, nó nè. Để thử là bốn con bao nhiêu nha. Cá vây xanh hình như là con này hả ta? Con nào đó à? Bự nhất. Bự nhất á hả? Bự nhất rồi cái hồ sao chứa nổi. Má hồ luôn. Được chưa? Để đại phóng phóng thôi. Dê lại nữa, dê tiếp nữa. 10 cái lờ, một cái lờ nó trúng được các bạn. Nhảy không á? À, dịnh đi, giờ vừa dịnh đi, để xong cái dứt phát. Dịnh là dịnh cái này cho nó cân bằng á. Trời ơi, 2,5 kg các bạn. Rồi đổ vô lẹ đi. Phan. Rồi đổ vô lại, lẹ. Đây, nè đổ này giùm luôn em ơi. Nè, đổ này nè. Rồi đem cái căng ra đi, ướt cái căng nó xét. He 10 cái lờ rồi các bạn. 10 cái lờ nhiêu đây là ăn dư sức luôn rồi đó. Đây con ba khía này chút luộc cho tèo ăn nè. Phái rồi kìa, đứng cười cười kìa. Đứng đợi. Rồi, ý nó bò. Chụp lấy cái đùi vẽ, cái miếng vải nè. Ừ, đó đúng rồi. Rồi ok, thì đây là những gì Cường muốn chia sẻ các bạn. Hôm nay thăm 10 cái lờ các bạn. Đúng một cái lờ trúng luôn nè. Gần 3 kg á. Là 4 con cá lóc rồi luôn nè, là một cái lờ luôn á. Cái lờ dính 8 cá gô mà mấy cái clip Cường quay lúc trước á là 8 cá gô Cường để hoài luôn. Hôm nay ăn tết xong đi thăm. Ồ, nó vô cỡ này nè các bạn. Nó thiệt chứ Cường xem thôi mà Cường dở cái lờ không mà Cường còn muốn nghĩ rằng là lần này nó diễn hay gì trời. Không phải nha các bạn. Cá là ở đây là vô số, ăn không hết đâu. Cỡ này nè, đó. Anh em là trong nghề nhìn cá là biết liền à. Đó, nó nhảy luôn rồi kìa. Rồi ok, thì đến đây Cường xin tạm dừng clip nha. Hẹn các bạn ở clip tiếp theo luôn nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Chào mọi người luôn con. Chào. Được nhiêu cá? Cua cá, cua bà khía. Cua bà khía, giỏi quá rồi. Chào mọi người, bay luôn đi con.